Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của cửa hàng longmobile.com. Thì trước khi vào video mới, các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh mình nhé. Nhấn chuông, kênh mình thường xuyên review các sản phẩm về đắc nhạc, music server và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi update số điện thoại ở trên NAT Hikvision nhé. Thì từ mùng 1 tháng 5 2021 thì bên Hikvision người ta update phiên bản Hikbox 3.0 và người ta yêu cầu phải có số điện thoại vào để bảo mật cái dữ liệu bên trong cái NAT Hikvision này. Đó. Nếu mà khi mà chúng ta không update số điện thoại ấy, hoặc là update một số điện thoại khác ấy, thì khi mà chúng ta scan search này, chúng ta tìm thấy một cái NAT nhé và chúng ta thấy nó thông báo như này này. Đó. Là cái thiết bị này nó đã được add vào cái số điện thoại 0364576 kia kìa. Đó. Thì chúng ta sẽ không thể nếu đấy không phải là số điện thoại chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ không truy cập được vào NAT nữa. Và bây giờ buộc lòng chúng ta sẽ phải dùng cái số điện thoại mà nó hiện lên màn hình ấy để xóa ra khỏi account. Đa số những số điện thoại này là của bên mình, tại vì là mình kích hoạt trước thời điểm nó yêu cầu số điện thoại, thì mình kích hoạt bằng số điện thoại bên mình, thì bây giờ các bạn không truy cập được thì các bạn có thể liên hệ mình để mình gỡ cho. Nhưng mà cũng có nhiều anh em về đăng nhập số điện thoại của anh em vào và bây giờ nó bắt phải yêu cầu cập nhật lại số điện thoại nhé. Ok, thì bây giờ gặp lỗi này thì xử lý như nào? Ok, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải có cái sim điện thoại mà có số bị khóa kia nhé, 4576 kìa. Đây chính là cái máy này. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào bạn xem nhé. Đó, cái máy này nó sắp hỏng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điền số điện thoại 4576 kia vào nhé. Đó. Đây là số của bạn mình mà mình không nhớ. Đây các bạn nhìn này, 0362 0362 304. Đó. Chúng ta sẽ phải log in vào. Các bạn nhớ nhé là phải tải bản Hikbox 3.0 mới nhất nhé, trên iOS và Android. Đây, nó sẽ gọi điện nha anh em nhé. Nhìn này, mở loa ngoài này. Đó, các bạn thấy chưa? Thế là xong. Đấy, bây giờ chúng ta đã truy cập được vào cái NAT này luôn rồi. Đó. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó bắt update để xóa đi nha. Đây, khu vực setback này, nó rất là trung tâm thiết bị. Đây. Cái chính là các bạn phải bật được ba cái này lên nhé. Ba cái này lên này. Ba cái Samba này lên. Đó, để cho thiết bị nó yêu cầu là một mật khẩu 4 chữ số. Thì nếu mà sau khi các bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn xong thì bạn phải bật cái này lên nhé. Thì mới dùng được tiếp nhé. Đấy, mình bật này. Đấy, ok. Đấy. Bật hết cái này lên là dùng được. Đây là mình hướng dẫn các bạn sau khi các bạn cho hết thay đổi số điện thoại vào nhé. Thì các bạn sẽ lại vào số điện thoại mới và bật lên nhé. Cái video này quay ngẫu nhiên không chuẩn bị nên là nó cũng hơi vấp. Đó, ok, sau khi bật lên là các bạn dùng bình thường rồi. Còn bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa thiết bị này đi. Nè, đi vai. Đây các bạn nhìn chữ đen đi vai không? Đó. Đánh đúng chữ nhé, viết hoa viết đường đúng. Đó, đúng, xóa này là xóa cái NAT là đi luôn. Đó, nó không còn ở trong tài khoản mình nữa bây giờ. Chúng ta có thể vào tài khoản khác bình thường rồi. Đó. Ok. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.